giám đốc chương trình tại hội đồng các vấn đề quốc tế của nga konstantin sukovakov cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống putin và ông donald trump có khả năng diễn ra tại việt nam hãng tin tass và tờ investia dẫn tin từ bộ ngoại giao thụy sĩ cho biết nước này sẵn sàng làm điểm tổ chức đàm phán giữa các nhà lãnh đạo nga và mỹ tuy nhiên moscow vẫn hoài nghi về sự trung lập của ben xét tới việc thụy sĩ ủng hộ các lệnh trừng phạt chống nga và hợp tác tích cực với nato ông Nicolas Bidow trưởng phòng báo chí bộ ngoại giao thụy sĩ khẳng định với tờ investia rằng theo truyền thống chính sách đối ngoại của thụy sĩ luôn sẵn sàng đóng vai trò trung gian khi các bên liên quan đồng thuận một số chuyên gia nhận xét ngoài thụy sĩ một vài quốc gia ở châu á châu phi và nam mỹ cũng có thể là nơi tổ chức đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo nga mỹ tổng thống nga putin trước đó tuyên bố tại cuộc họp của câu lạc bộ van đàn moscow sẵn sàng nối lại đối thoại toàn diện với washington tuy nhiên ông nhấn mạnh sáng kiến này phải xuất phát từ mỹ về địa điểm họp tiềm năng, điều quan trọng là phải tính đến lập trường thù địch công khai của một số nước đối với Nga. Theo ông Konstantin Sukhovakov, giám đốc chương trình tại Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga cho biết, Hungary không thể là nơi tổ chức tiềm năng cho các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Putin và ông Donald Trump. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng một trong những quốc gia ở châu Á, châu Phi hoặc Nam Mỹ có thể được chọn. Chắc chắn sẽ không phải là Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Ấn Độ có thể là ứng cử viên phù hợp Tuy nhiên, cũng có nhiều khả năng là cuộc gặp diễn ra tại Việt Nam hoặc một quốc gia châu Phi như Ai Cập, Nam Phi hay Brazil. Về phần mình, chuyên gia Nga về các vấn đề Mỹ Igor Pisenikli nhận định trước khi tiến hành hội nghị thượng đỉnh cấp Tổng thống giữa Mỹ và Nga cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở cấp ngoại giao. Ông Pisenikli cũng nhấn mạnh rằng yếu tố an ninh phải được ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn địa điểm bởi không phải tất cả các quốc gia thân thiện đều có đủ năng lực đảm bảo an toàn cho một sự kiện quan trọng như vậy. Ngày 14 tháng 11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện ở Malago rằng chính quyền của ông sẽ tập trung vào cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Chúng tôi sẽ làm việc rất chăm chỉ với Nga và Ukraine. Nó phải dừng lại. Nga và Ukraine phải dừng lại. Trump phát biểu tại một sự kiện ở Florida vào hôm ngày 14 tháng 11, theo CNN. Ông cho rằng đã có quá nhiều người chết trong cuộc chiến này. Cho dù họ là binh lính hay người dân ở đó, chúng tôi sẽ làm việc đó, ông nói. Trump đã đảm bảo chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, khiến tương lai của viện trợ quân sự phương Tây và khả năng phòng thủ của nước này càng trở nên không chắc chắn. Trước đó, Trump đã tuyên bố rằng ông có thể sớm bổ nhiệm một đặc phái viên hòa bình Ukraine để dẫn dắt các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh của Nga, Fox News đưa tin hôm 13 tháng 11. Bạn sẽ thấy một đặc phái viên rất cao cấp, một người có nhiều uy tín, người sẽ được giao nhiệm vụ tìm ra giải pháp để đạt được một giải pháp hòa bình một trong những nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm rằng việc bổ nhiệm sẽ diễn ra trong thời gian ngắn. Trước đây, ông Kurt Von Kerr đã giữ một vị trí tương tự và làm đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ tại Ukraine trên cơ sở tình nguyện từ năm 2017 đến năm 2019. Chức vụ đặc phái viên hòa bình Ukraine cũng dự kiến sẽ không được trả lương. Cũng trong ngày 14 tháng 11, Mikhail Podolyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ Kiev có thể đề nghị thay thế một phần quân đội Mỹ đồn trú ở châu Âu và trao quyền tiếp cận độc quyền các khoáng sản quý hiếm để có được sự ủng hộ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Theo ông Podolyak, một số yếu tố của kế hoạch hòa bình có thể khơi dậy sự quan tâm của ông Trump. Chúng tôi mang chủ nghĩa thực dụng vào bàn đàm phán. Chúng tôi đã phát triển các khả năng quân sự và có thể mang tới cho ông Trump sự thay thế một phần các nhóm quân đồn trú Mỹ ở nhiều khu vực khác nhau, trước hết là ở châu Âu. Chúng tôi cũng có các mỏ khoáng sản quý hiếm, chẳng hạn như lithium và titan, có thể cùng khai thác, cố vấn của Tổng thống Ukraine giải thích. Ông Podolyak cũng tìm ra cách xua tan những lo ngại rằng việc ông Trump thắng cử là tin xấu đối với Ukraine. Suốt thời gian qua, vị Tổng thống thứ 47 của Mỹ liên tục chỉ trích việc viện trợ vô điều kiện của Washington dành cho Kiev, đồng thời tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Giới quan sát nhận định, để đạt được các mục tiêu này, ông Trump có thể buộc Ukraine phải đình chỉ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và đóng băng các hoạt động giao tranh dọc theo tiền tuyến. Tuy nhiên, ông Podolyak bác bỏ bất kỳ ý tưởng nào cho rằng việc đạt thỏa thuận hòa bình với Moscow đòi hỏi Kiev phải có một số nhượng bộ. Theo tờ Washington Post, các thành viên NATO châu Âu ngày càng tin tưởng vào một kết thúc đàm phán cho cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ bao gồm các nhượng bộ về lãnh thổ, mặc dù Kiev vẫn phản đối. Mỹ và các đồng minh đã chuyển hàng trăm tỷ đô la tiền mặt, vũ khí, thiết bị và đạn dược cho Ukraine kể từ năm 2022, trong khi khẳng định họ không phải là bên trực tiếp tham gia vào các cuộc giao tranh. Một số quốc gia châu Âu hiện đang trải qua một sự thay đổi âm thầm nhưng ngày càng tăng, hướng tới lệnh ngừng bắn, trong đó sẽ để Nga kiểm soát một số lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền, đồng thời trao cho Kiev một số loại bảo đảm an ninh, tờ Post đưa tin hôm 13 tháng 11. Theo tờ báo này, các cuộc thảo luận kín đã được thúc đẩy bởi tình hình chiến trường ảm đạm ở Ukraine và viễn cảnh nguồn tài trợ của Mỹ sẽ cạn kiệt khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 2025. Trong khi các tuyên bố công khai ủng hộ Kiev vẫn tiếp diễn, một số quốc gia đang tìm cách đặt nền móng cho các cuộc đàm phán hòa bình. Mười nhà ngoại giao EU và NATO hiện tại và trước đây đã gợi ý với Washington Post. Một trong những ý tưởng được cho là đang được đưa ra là để Nga giữ nguyên các vùng lãnh thổ mà nước này hiện đang kiểm soát, trong khi Ukraine sẽ nhận được lực lượng gìn giữ hòa bình của phương Tây hoặc các đảm bảo an ninh khác nhưng không phải là tư cách thành viên NATO. Chắc chắn không còn là điều gì đó cực đoan nữa, một quan chức phương Tây giấu tên nói với The Post, trong khi một quan chức cấp cao của NATO cho biết những người đưa ra các đề xuất đổi đất lấy hòa bình như vậy không còn thực tế là bị thiếu sống như trước đây nữa. Trong số các thành viên NATO châu Âu có 50 sắc thái xám về việc thỏa thuận hòa bình có thể trông như thế nào. Camille Grant của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu nói với The Post trong khi đó không ai biết Trump sẽ đề xuất gì sau khi tuyên thệ nhậm chức. Theo tờ Post, chính quyền Mỹ hiện tại đã gấp rút cung cấp càng nhiều viện trợ quân sự càng tốt cho Ukraine trước khi điều đó xảy ra. Ngoại trưởng Antony Blinken đã đến Brussels vào thứ Tư để thảo luận về chiến lược với các quan chức cấp cao của NATO, EU và Ukraine. Một ngày trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng khi thời điểm đến, không có gì được quyết định về Ukraine mà không có người Ukraine cũng như về châu Âu mà không có người châu Âu. Điều này gây ra vấn đề cho NATO vì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối mọi đề xuất từ bỏ yêu sách lãnh thổ của mình hoặc cái gọi là nền tảng hòa bình kêu gọi Nga đầu hàng. Vào thứ Tư, cố vấn của ông Zelensky là Mikhail Podolyak đã đăng lên x rằng các đề xuất hòa bình đến từ phương Tây chỉ là hòa bình với cái giá phải trả là nạn nhân và không liên quan đến kịch bản thực sự buộc Nga phải ngừng tấn công. Theo tờ Post, Thách thức lớn nhất đối với phương Tây sẽ là điều hướng thông điệp công khai về các cuộc đàm phán sau hơn 2 năm cảnh báo về mối đe dọa hiện hữu đối với châu Âu, đòi hỏi phải chi hàng tỷ đô la cho Ukraine. Đó là một điều quan trọng về bất kỳ thỏa thuận nào mà chúng tôi thực hiện, một viên chức giấu tên nói với The Post. Nó không bao giờ có thể được coi là chiến thắng cho Nga.